Alo, xin chào các bạn. Thì hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn đăng ký online để mà đăng ký xin cái giấy xác nhận như là xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự hoặc là giấy xác nhận là sinh viên chính quy của trường ha. Thì bây giờ trường có cái mở cái hệ thống online cho mình đăng ký, thì các bạn vô trang chủ của mình ha, rồi gõ ctuat.edu.vn, rồi sau đó tìm đến tab giới thiệu ứng viên này ha, rồi em vô đăng ký xác nhận online. Rồi ok, em vô đăng ký xác nhận online giờ một xíu. Rồi đây, đăng ký giấy xác nhận online ha, như là giấy vốn nè, giấy quân sự nè, chính quy nè. Rồi đăng ký thì các bạn đăng ký ở đây, tôi lưu ý nè, sinh viên nhận giấy xác nhận tại phòng giới thiệu ứng sinh viên vào trường thứ hai, trường thứ tư, trường thứ sáu hàng tuần, nghĩa là sao? Các bạn chỉ cần ở nhà ha, hoặc là ở đâu đó cũng được. Rồi đăng ký lên đây ha, đăng ký lên. Rồi thì chỉ vào thứ hai hoặc thứ tư hoặc thứ sáu mà lại lấy sẽ có ha, chú ý. Rồi bây giờ nhấn vô đăng ký đi. Rồi bây giờ bản thân sinh viên là gì, nhập vào ha. Bây giờ muốn đăng ký xác nhận thì nhập vào, tôi muốn đăng ký xác nhận là sinh viên chính quy, nhập vào loại đơn này ha. Cái điền vào thì chưa điền thì nó hiện rõ vậy đó. Rồi thuộc diện gì đó, mình là thuộc diện gì, không miễn giảm là bị học phí hay là sao đó, cái này tùy bạn, các bạn biết à, tiếp giờ học đầu tư gì đó, bộ coi không bộ coi gì đó à, đi giờ. Rồi nếu một người cha hoặc một người mẹ thì không coi nha, đừng có đủ cha mẹ thì không coi, còn không đủ thường trú thì giờ chính xác hẳn như thì không được chính xác. Rồi lý do xin chia sẻ à, để nhận thẻ sinh viên chính quy của trường để làm cái gì đó. Rồi bây giờ đây, rồi nếu mà đối với câu hỏi này không có dấu sao là không bắt buộc nha, nếu có một câu hỏi này á thì mình mắc hạn hoặc là câu hỏi này không liên quan mình có điện sao mà nhân gửi được không à, nhân gửi là ok. Rồi nhân gửi rồi chờ ngày lại lấy thôi. Đây là cái quy trình này ha. Rồi đăng ký sao, bước 1, bước 2 kết quả, bước 3 kết quả cuối cùng. À, bạn có thể tự tham khảo thêm nè. Rồi, cảm ơn các bạn. À, goodbye, see you.